Trấn Thành và Trấn Thành và Harry Won mặc đồ đôi đến nơi tổ chức hôn lễ. Trấn Thành và Harry Won mặc đồ đôi đến nơi tổ chức hôn lễ. Cách đây ít phút, Trấn Thành đã rời khỏi nhà riêng bằng xe hơi để đón Harry Won tới địa điểm tổ chức hôn lễ. Tới ngày 25 tây tháng 12, hôn lễ của Harry Won và Trấn Thành sẽ diễn ra tại một trong những địa điểm sang trọng nhất nhì thành phố Hồ Chí Minh. Theo ghi nhận, cách đây ít phút, nam diễn viên Bệnh viện Ma đã rời khỏi nhà riêng. Sau đó, Trấn Thành qua nhà của Harry Won để đón cô tới nơi tổ chức hôn lễ. Harry Won và Trấn Thành xuất hiện tại nơi tổ chức hôn lễ. Trấn Thành và Harry Won xuất phát từ nhà nam MC đến nơi tổ chức hôn lễ. Trấn Thành và Harry Won diện đồ đôi xuất hiện ở trung tâm tổ chức tiệc cưới. Harry Won bịt kín mặt, nhanh chóng di chuyển khỏi bãi đỗ xe, rồi tiến vào bên trong sảnh tiệc. Sau 10 tháng tìm hiểu và quen nhau, cặp đôi đã quyết định về chung một nhà. Mẹ Trấn Thành xuất hiện trước cổng nhà, vui vẻ cười nói trước thềm đám cưới con trai. Trước giờ gờ diễn ra đám cưới, khu vực nhà Trấn Thành và Harry Won vẫn yên ắng, không trang hoàng bất cứ gì. Sau 10 tháng quen nhau, cuối cùng Harry Won đã đồng ý lên xe hoa với Trấn Thành về cùng một nhà. Tối nay ngày 25 tây tháng 12, đám cưới Trấn Thành và Harry Won sẽ diễn ra tại một trung tâm tiệc sang trọng tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những sự kiện showbiz được quan tâm nhất nhì trong thời điểm cuối năm nay, bởi trước đó, mối quan hệ của cặp đôi này nhận phải nhiều luồng ý kiến trái chiều. Chiều cùng ngày, không khí chuẩn bị tại nhà riêng của Trấn Thành cũng như địa điểm tổ chức tiệc vẫn khá im ắng. Phóng viên tại hiện trường cho biết không có xa hoa hay khung cảnh quanh khu vực được trang hoàng. Khu vực nhà Trấn Thành ở quận 7 khá yên ắng. Cổng nhà anh mở nhưng không trang hoàng gì trong ngày cưới, nhân vật chính cũng không thấy ra vào cổng nhà. Mẹ Trấn Thành xuất hiện trước cổng nhà cười nói vui vẻ với hàng xóm. Sau đó, bà tất bật lo các khâu chuẩn bị. Các bạn có thể like và share, nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!